Hà Giang chìm trong biển nước, dân trèo lên mái nhà chờ giải cứu. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Giang ngập sâu, nước lũ dâng nhanh nên nhiều gia đình không kịp sơ tán, phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ. Đến sáng ngày 10 tháng 6, trời vẫn mưa tầm tã, nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Hà Giang giao thông tê liệt, người dân không thể di chuyển. Tại các tuyến đường như Trần Phú, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Linh, nước dâng cao với mức ngập 20-60cm, ở các vùng trũng có điểm ngập sâu đến 2m. Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều gia đình không kịp sơ tán, phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến cứu hộ. Một người dân ở khu trọ tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hà Giang cho biết, do mực nước dâng lên quá nhanh nên gia đình chị đành bất lực nhìn đồ đạc trong nhà trôi trên mặt nước. Nước có lúc dâng lên đến ngang cổ tôi, khiến nhiều đồ đạc trong nhà bị hỏng hóc, chị Trang, thành phố Hà Giang chia sẻ. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 4 giờ 30 phút, mực nước trên sông Lô tại trạm thủy văn thành phố Hà Giang đã vượt báo động 30,05m. Trong những giờ tới, nước tiếp lên trên báo động 311,5m, diện ngập lụt mở rộng. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 6, Hà Giang mưa lớn, nước từ các khe núi đổ ra đường xuống sông Nho Quế ở huyện Mèo Vạc khiến nhiều xe khách, xe tải và xe máy của du khách bị mắc kẹt. Công an huyện Mèo Vạc đã tăng cường lực lượng, xuyên đêm đặt biển chỉ dẫn, căng dây cảnh báo, chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế vào 3 xã biên giới.